Xin chào các bạn, đây là cây Vivo Y20 với mức giá hiện tại tại điểm máy xanh và thế động là 3.990.000. Chúng ta sẽ có chương trình hỗ trợ là trả góp 0% lãi suất hoặc giảm 200.000 khi mà chúng ta mua tiền mặt. Mua đồng hồ thì chúng ta sẽ được giảm 40% các bạn nha. 1 đến 1 trong 30 ngày nếu sản phẩm lỗi và bảo hành 12 tháng. Đây là Vivo Y20. Máy cái hình nền là được chụp tại shop luôn các bạn. Máy cũng khá là ok. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế là mặt lưng này, như là giả kính các bạn, chiếu, đây là màu xanh, dạ quang rất là đẹp. Màn hình máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.51 inch, độ phân giải là HD+, và điều đặc biệt ở con máy này là được hỗ trợ con chip của Mỹ Snapdragon 4608 nhân, RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Camera chúng ta sẽ có một cái cụm camera selfie với độ phân giải là 80 MP các bạn. Và camera phía sau sẽ có 3 cam. Độ phân giải của camera chính là 13 MP và hai camera phụ là 2 MP. Và đây là đèn LED các bạn nha. Mặt lưng khá là đẹp. Chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc 10W các bạn nha. Về thiết kế của máy thì Quyền cảm thấy là rất là liền lạc và đẹp. Chúng ta sẽ có cây để SIM đặt ở vị trí phía bên trái. Phía dưới thì chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc tiếp C, loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp với một khóa nhân tay cho nút nguồn là tăng giảm âm lượng các bạn nha. Phía trên đỉnh thì không có thêm phím bấm hay mic gì cả. Máy sẽ trang bị chúng ta một con viên RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Giúp cho chúng ta thao tác mượt mà hơn, chạy đa nhiệm tốt hơn. Đây là con chip đến từ Mỹ, thì về độ bền và tốc độ xử lý nó sẽ ổn định hơn một số dòng chip của MediaTek các bạn nha. Chung tầm giá này thì Quyền nghĩ đây là một trong những điện thoại mà đáng mua nhất trong phân khúc giá này. Vivo Y20 các bạn nha. Y20 phiên bản mà sử dụng con chip Snapdragon 460 các bạn nha. Các bạn nào mà đang có nhu cầu học online thì đây là một trong những dòng điện thoại mà cũng đáng mua để cho chúng ta học online trong thời điểm hiện tại, với mức giá cũng đang được ưu đãi, trả góp 0% lãi suất với lại giảm 200.000 đồng khi mà chúng ta mua tiền mặt các bạn nha. Các bạn nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm Vivo Y20 này thì các bạn hãy truy cập ngay website thedong.com hoặc điệnmaysanh.com để chúng ta có thể biết thêm thông tin chính xác về giá cũng như trình khuyến mãi hiện tại các bạn nha. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ Quyền với nha. Và hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Các bạn hãy bình luận ý kiến của mình phía dưới video này để cho Quyền biết với nha. Bye bye.